em nghe anh nói nè, anh làm gì đâu mà em giận anh. Anh còn nói vậy nữa hả? Em không chịu đâu, bây giờ ba má em cấm em quen với anh rồi đó. Tự nhiên cấm em quen anh, anh đâu phải người xấu đó. Thôi anh im đi, ba má em cấm em quen anh rồi. Ba má em nói bữa nay là bữa cuối cùng chúng ta gặp nhau đó. Ôi sao bữa cuối mà anh có làm gì đâu mà. Không làm gì mới chết đó. Tới nhà em á, anh gặp ba má em cái nói thứ hai bác con mới tới. Đúng rồi. Cái lúc anh về cái nơi thứ hai bác con về. Đúng rồi. Vậy thôi hả? Thì đến phải thưa, về phải chào chứ. Thì biết vậy rồi, nhưng mà ngoài hai câu đó ra không còn câu nào khác nữa hả? Trời ơi, bộ từ lúc anh mới tập nói tới giờ anh biết nói hai câu đó thôi hả? Câu sở trường không phải. Vậy mà nó thương em á hả? Xin lỗi không phải. Tại anh khù khờ rồi không biết nói nhiều, em biết không? Dạ lại cái xã giao anh dở lắm, xin lỗi chứ mà. Xin lỗi hả? Ừ. Xin lỗi thôi hả? Không có sửa đổi hả? Sửa nhưng mà giờ vậy rồi giờ biết làm sao vừa lòng ba má em giờ héo. Muốn biết phải không? Nghe tôi hỏi nè, biết sở thích chưa? Biết, sở thích của em thì biết. Thích anh hái bông hoa vàng rồi em ngồi em lặt em bứt. Thích ngồi ở công viên có hàng bông bụp. Thích mặc đồ tím, nói chung cái gì cũng tím. Biết hết á. Trời ơi, tức quá đi. Anh tả đúng mà sao tức nữa. Không có phải là sở thích của em, mà là sở thích của nhà em. Sở thích nhà em hả? Anh bó tay. Em không nói thì sao anh biết? Thì giờ em nói nè, anh phải làm sao cho nhà em vui thì mới thích anh được chứ. Có nghĩa là nếu mà anh biết sở thích của nhà em á, cái là anh biết cách làm cho cả nhà em vui đúng không? Nói cho anh biết. Em nói nghe. Ba em á có cách luôn. Có cách luôn. Trời ơi. Em thấy anh khôn đột xuất không? Anh khôn quá hả? Em ngưỡng mộ anh rồi đó. Dạ, thưa bác con mới tới. Dạ, bác đánh cờ. Nhìn biết hỏi. Cố lên. Bác có thể cho con tham gia nhé. Cố lên. Sự sống còn của đôi ta đó. Dạ bác ơi. Dạ con xin phép. Chiếu. Hay, được nha. Đi cái nước này hay à, được dạ. À vô. Phải tí xe thôi. Anh mời ba uống nước. Dạ mời ba uống nước. Rồi, cảm ơn. Ở đâu ra cái nước này? Vậy là chết rồi, phải quất thôi. Phải quất con này thôi. Dạ, được lắm. Trời, nghĩ sao vậy? Bỏ người ta rồi thì thôi đi. Bỏ người ta rồi người ta gặp người khác. Ăn được quậy cho thôi. Trời ơi, tội nghiệp nhỏ quá. Đi cái bà kia kìa. Dạ, thưa bác. Ừ. Trời ơi, dạ. Hát quá. Bác đang coi phim hả bác? Đuôi sao không thấy trời. Trời ơi, không có khóc. Dạ, thưa bác. Ở phim này con thấy bác coi 5-6 lần. Ừ, mà giờ hết phim coi rồi, giờ phải coi lại. Trời ơi, thôi. Cái kiểu gì vậy vô mép nữa. Thứ gì đâu mà ác bác, quá. Con tặng bác. Dạ. Đĩa mới không á. Phim Hàn Quốc. Hàn Quốc thứ thiệt. Korea. Dạ. Phải không? Dạ đúng rồi. Phim Hàn Quốc vậy hả? Bác thấy diễn viên quen không? Ý Lee Jong-e. Dạ đúng rồi. Trời ơi, má mê cái chị này lắm nè. Trời dạ. Thần tượng của bác nè. Dạ. Ở đâu mà sưu tầm ra mấy cái đĩa Hàn Quốc mới không vậy? Dạ, tại con thấy bác có sở thích coi phim Hàn nên con đi sưu tầm khắp tất cả ở thành phố này luôn. Cái phim này tựa đề hay quá.
trái tim em đã thuộc về người khác rồi. Nghe cái tựa thấy bơi tựa là đi cốt truyện rồi má. Coi chi nữa. Lần sau phải phải coi cái đầu tiên là nó thuộc về người nào sao nó thuộc về. Dạ đúng rồi, đúng rồi. Nó không rành phim Hàn Quốc. Dạ đúng rồi. Bởi vì nó nói nó không cùng hệ. Dạ, dạ. Bữa nào rảnh qua ngồi coi phim với bác rồi bác chỉ thần tượng bác cho mình coi. Dạ cảm ơn bác. Ôi trời ơi. Một hai ba cướp hà. Thích sao không? Ngọt ngọt. Thích không? Thích không? Thích. Đá thử cái coi. Bắt ngoan bật. Anh. Bật. Anh biết hôm nay ngày gì không? Ngày gì? Ngày 8 tháng 3. Thì đúng rồi, hôm qua 7 thì ngày nay ngày 8 đúng rồi. Lên luôn. 8 tháng 3 thì sao? Thì anh đang đánh cờ, đang căng thẳng. Trời ơi, sao dán anh hoài vậy? Dán khác rồi. Trời ơi. Dán. Trời ơi. Con nghĩ đi. Rối thua. Tôi đang tập trung đánh nên nó thua ta bây giờ nó đủ thừa. Chịu. Ta không thích ai thua mà đủ thừa. Nghĩ đi. Nghĩ sao được, đang ngồi gây cấn. Trời ơi em làm anh rối hết rồi. Ra. Đồ đánh này đánh vậy nè. Sức. Con này mày chết mày bây giờ nha. Con chết rồi. Không một lời từ biệt rồi. Nằm im nghe luôn. Sao vậy? Tưởng kết thúc của hậu. Ây da. Đau thương quá. Còn đẻ quá mà. Má với anh ngừng khóc chút đi rồi ăn dưa hấu rồi có sức khóc tí. Trời, ta đã cô im lắm ly mà ăn dưa gì. Cất đi dẹp. Cầm nước mắt cho ba coi. Anh ơi, ăn dưa hấu cái sức khóc tiếp anh. Tao ngắn gì? Trời ơi, tao đang có phim. Ba ơi, ủa cảnh gì rồi? Cái này mất hết cảnh. Chọn nước mất chưa mất rồi, đám ba kìa. Cái phim này không có hay đâu. Chứ phim nào hay? Phim này mới hay nè. Phim nào? Phim trắng đen á. Con nhà ai vô duyên thấy sợ không? Sao mày vô duyên cái gì mơ? Tao đang coi tự nhiên tắt tivi vậy? Phim có gì đâu, hai người khóc dữ vậy trời. Phim ta vậy mà không khóc hả? Đâu mà xí xí vô đi chỗ khác đi. Bộn quá. Đi dẹp dĩ vô đi. Con coi lại cho con, coi lại cho con. Nè, đi dụng cái để tôi coi. Bây giờ trong phim chết khóc một con ngoài khóc một mày quan tâm con hết trơn á. Con có phim đâu mà không. Anh. Hả? Uống nước nè anh. Trời ơi đang chơi say mê nước nấu gì. Trắc ra đi. Trời ơi. Đập 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 không. Anh ơi. Gì? Anh không nhớ gì hết hả? Nhớ gì? Anh hứa với em là chở em đi công chuyện mà anh quên rồi hả? Trời ơi, công chuyện gì giờ này, công chuyện gì tao đang chơi say mê không thấy hả? Đã qua. Tiếp. Em nói rồi nha. Vậy? Anh không chở em đi là em nhờ người khác chở em đi á. Ừ, đúng rồi. Nhờ người khác chở giùm đi. Anh đang chơi rồi. Anh nhớ nha. Anh sẽ hối hận. Công nhận. Cái bông nó đẹp quá. Nàng mà tới mà nhìn thấy cái bông này là khoái liền. Em. Ôi. Cảm ơn anh. Đẹp không em? Đẹp. Anh nhìn kìa. Nè. Không. Em ôm em xích xa đi anh nè. Anh đẹp quá anh. Ủa kỳ hả? Dạ anh ngồi đi. Hai người ôm nhau kìa. Anh ơi anh, hoa đẹp quá. Hoa đẹp giống như là anh vậy đó. Hoa đẹp hơn. Thì ghê vậy. Em ơi, bu ra. Em ơi, anh à. Anh. Quen lắm nè. Tuấn Phơ. Đúng rồi, anh Tuấn. À, Tuấn hả? Dạ. Tới đây làm chi vậy? Em hẹn anh đợi em đây từ sớm giờ mà. Nào. Em ơi. Nào. Em ơi, cái chỗ này là của anh mà. Quên giới thiệu với anh, đây là bạn trai của tôi, tên dạ. Tú. Bạn trai có là người yêu hả? À, không biết phải người yêu không mà gần cưới rồi đó. Anh mới là người yêu em, nhớ không?
anh chiều lòng gia đình em. Rồi giờ được rồi cái em quất ngộ tri phong hả? Quất ngộ tri phong rồi nào. Ai biểu anh bỏ bê tôi chi? Tôi kia là chinh phục gia đình tôi thôi chứ nó kia bỏ bê tôi đâu. Bây giờ anh yêu gia đình của tôi còn hơn tôi nữa đó. Thì anh làm theo lời em. Bây giờ anh làm vượt chỉ tiêu luôn em thấy á. Thôi thôi, nó không nói nhiều đó. Đi 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 đi. Phản bội. Chơi kỳ quá. Bỏ tha mà không báo trước chứ. Gì vậy? Ai mà biết. Bà coi cái này mặt thằng này nay nó sao nó buồn rầu mà kêu đánh cờ nó cũng không chịu đánh là sao tự. Coi phim nó cũng thèm coi nó kìa. Sao vậy con? Hả? Trời khóc. Cái gì? Cái gì? Hai bác ơi. Mơ nghĩ chơi con ra. Trời đất. Cái gì? Nè. Bình tĩnh lại đi, hai đứa bay giận hờn nhau phải không? Thôi được rồi, bình tĩnh đi để bác nói cho nghe. Thôi, bác đừng nói tại chuyện tình cảm riêng tư của tôi. Để cho nó tự phát triển đi. Mà tại sao? Mơ nói á. Nói sao? Dạ, con yêu hai bác. Vậy? Con yêu cu Tèo vậy? Hơn yêu mơ, nên mơ bỏ con. Cái gì vậy? Cái gì tầm bậy tầm bạ tự nhiên mày yêu tao với yêu bác trai là sao? Ý nó nói là yêu thương, yêu thương. Thêm cái thương vô đi, mày yêu không à? Rồi, nó nói gì nữa rồi không? Sao? Nói, tôi không quen biết anh, tôi nghĩ cho anh ra. Anh về, anh quan tâm tới ba mẹ tôi đi. Anh chơi với cu Tèo đi, đừng nhìn tôi. Ta hiểu rồi. Thôi hiểu rồi con ơi. Bác hỏi câu này. Ví dụ như mơ nó bỏ con. Nó có bạn trai mới. Rồi con có còn đến đây chơi với hai bác với em Tèo nữa không? Thu thật với hai bác á, là lúc đầu á con đến đây á, con chỉ cố tình chinh phục hai bác để làm hai bác vừa lòng thôi. Chinh phục nữa. Nhưng mà trong quá trình tiếp xúc với hai bác á, thấy hai bác thương con như là con trong gia đình. Rồi biết con coi hai bác như là cha mẹ ruột của con. Trời ơi. Con cu Tèo với em ruột con. Mày bốn mà mơ hả? Nghỉ chơi con ra, con không quen mà mình nữa. Con cũng tính đây chơi với hai bác rồi. Bác ơi, con biết là chừng nào cũng đến nữa, nhưng mà có chút quà, cái này là trà để cho bác pha trà uống đánh cờ tướng. Trời ơi, xúc động. Cái này của cu Tèo, bác đá banh đi em. Con có số đĩa mới. Phim ly kỳ hấp dẫn, phim Hàn Quốc. Hàn Quốc hả? Gửi bác gái coi. Con ơi, từ từ đi con. Ông từ từ để cho ra bác giải quyết. Ba cái chuyện này đâu có thể gì gì được. Mớ à. Dạ thưa. Sửng lại. Tại sao vậy? Hả? Tại sao mình đi bỏ cái thằng Tuấn này? Lý do gì con bỏ anh Tuấn, anh biết rồi, sao không nói với ba má đi? Biết gì, bỏ ta thì người ta phải sống ở có chung có thủy chứ. Thay bồ thì thay áo là sao? Thằng đó đâu kêu đi về đây trình diện tao coi. Thôi để bữa khác đi ba má. Thế không? Nói để bữa khác có nghĩa là có thể rồi, cô đâu có nói láo đâu. Không có bữa nào cả, kêu nó lại đây. Kêu lại đây nè. Kêu ông chi ở trong nhà mình nào kêu gì? Ở trong nhà hai bác, hai bác không biết luôn. Trời ơi. Vô nào tôi thấy. Sao mà không biết được? Trời ơi, đi ngang qua mặt ba rồi ba còn nhìn ba cười. Tôi đang tập trung cái gì chứ làm sao tôi cười vậy? Ba cười rõ ràng thấy ai đâu mà cười. Có cười tươi vậy đó. Bây giờ người nào? Ghi ra đây. Dạ. Coi nè. Honey à. Trời ngọt ngào thế kìa. Đây, ra mày. Thôi, đúng rồi, đây là. Tôi nể kìa. Hồi sáng tôi không nể anh lớn con. Trời ơi, nể khôn ghê vậy đó. Thằng này phải không? Đúng rồi. Chính xác phải không? Trời ơi, tưởng ai không sao đâu con ơi. Thằng này là cháu của tôi. Là em bà con của mày. Em bà con của tôi á. Mà sao mày làm gì kỳ vậy mày? Con, để con nói chuyện với anh chút nè. Anh đó nha, đây là chuyện tình cảm riêng tư của tụi mình á. Anh làm gì có gì, anh chạy lên mét ba má tôi, anh làm rần vậy, ba má tôi đau lòng thấy chưa? Hay quá. Ôi. Tại sao mày làm vậy? Tại vì con thấy ảnh cứ quan tâm nhà mình hoài, riết là bỏ bê con luôn, không có ngó ngàng cho tới con. Con làm gì để hù dọa ảnh thôi mà. Hù dọa thôi. Vậy là còn nguyên. Hù dọa có nghĩa là không có thật. Có nghĩa là không có nghĩ chơi. Thôi là coi như là giờ không còn hiểu lầm nữa phải không? Thì thôi nè, sẵn là bác làm cơm, bác đãi thằng Túi dưới quê lên ăn nè. Bác mời con luôn. Rồi mình chính thức là công nhận tình cảm với hai đứa đó đi nghe ông ha. Vậy đi. Con cảm ơn hai bác nhiều. Tú ơi, sở thích của em là gì? Chi vậy? Để anh chinh phục luôn. Trời ơi.